Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và chương trình của chúng tôi luôn được phát sóng vào lúc 19h15 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Cứ đến khung giờ này, tất cả quý khán giả sẽ cùng hai người chơi sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi của chương trình đưa ra để đi tìm những câu ca dao, tục ngữ hoặc là thành ngữ của ông bà để lại với nhiều chủ đề khác nhau vô cùng phong phú. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai người chơi ngày hôm nay. Xin mời! Rồi bây giờ mình gửi lời chào tới tất cả quý khán giả đi nào. Vâng à, mình lời nói đầu tiên cho phép em là Phước Lộc gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ một lời chào ấm áp ạ. Rất ấm áp nha. Nhìn bé cũng rất là ấm áp luôn bé ơi. Tràn đầy nhựa sống. Nhựa sống luôn ạ. Dạ, rồi còn em. Dạ còn em. Dạ xin chào quý vị khán giả, em tên là Nhật Khoa. Chào anh Lập và chào bạn cùng chơi của chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Dạ hôm nay em mang trong mình tinh thần là sẽ quyết chiến tới cùng. Ôi trời ơi. Ôi, quyết chiến tới cùng. Dạ. Có nghĩa là em sẽ chắc chắn chiến thắng trong chương trình hôm nay. Không, dạ đúng rồi. Nếu như mà em quyết chiến như vậy thì coi như là em thắng rồi đó. Tại vì anh dở mấy vụ này lắm. Ủa coi như là mình bị trùng chiến luôn á. Không phải, tại bé nó quyết chiến quá trời luôn anh ơi. Thì mình cũng phải quyết lại chứ. Quyết lại luôn hả? Ừ. Rồi anh sẽ quyết tâm chiến thắng em mặc dù kiến thức anh không nhiều. Mình có ý chí là quyết tâm quyết thắng đi. Dạ. Nhiều khi may mắn nó đến với mình. Dạ. À, bây giờ chúng ta sẵn sàng chưa? Dạ sẵn, dạ, sẵn sàng. Nếu như sẵn sàng về vị trí chơi của mình nào. Nhật Khoa ơi. Dạ. Cho anh hỏi em là quê em ở đâu? Dạ quê em là em sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng và hiện tại em đang làm việc ở? Dạ, em vừa làm việc ở Sóc Trăng vừa làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh có biết em là làm diễn viên. Phước Lộc ơi, còn quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Cà Mau. Nhưng mà ở dưới quê á, mọi người hay kêu em là bé Tư. Bé Tư, dễ thương. Bé Tư cũng là biệt danh của Phước Lộc. Dạ, thì đúng thường rồi. Là anh em trong nghề với nhau là hay gọi một cách rất là thân thương được kêu là bé Tư. Dạ. Thì lát nữa là có gì anh sẽ gọi Lộc là bé Tư nha. Dạ. Quê em ở Cà Mau thì em có cái gì để khoe với mọi người về quê của em không? Trời, có nhiều lắm, nhắc tới Cà Mau là không thể nào quên được cái chữ cua. Cua Cà Mau. Đó, cua Cà Mau nè. Và đặc sản Cà Mau là rất nhiều món để giới thiệu mọi người. Bún nước lèo. Rồi có cả bánh tầm cây. Bánh tầm cây. Bánh tầm cây anh đã thử rồi. Dạ. Anh cũng có một lần được đến với Cà Mau và anh cũng đã ăn vội một dĩa bánh tầm cây. Dạ. Đó, khi mà anh ăn xong thì là tuy là ăn vội nhưng mà ăn xong cái mình để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc và rất là đậm đà. Đồ. Nó thấm dữ lắm em ơi. Hồi nãy thì là Nhật Khoa có thể hiện một cái ý chí quyết tâm chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Dạ đúng rồi. Đó, nhưng mà khi anh hỏi quê quán của hai bạn xong thì anh mới biết rằng là ưu thế thuộc về bé Tư nhiều hơn. Là bởi vì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là đất mũi Cà Mau. Trời ơi, vô tủ rồi. Chưa gì anh thấy một bụng rồi kìa. Hy vọng nè, nó cũng là một áp lực cho em. Chủ đề này là quê hương của em mà em chơi thua là em quê lắm đó nha. Đúng. Nhưng mà có một cái bất lợi cho em nữa là tại vì em ở tuy ở Cà Mau nhưng mà là em ở thành phố. Chứ không phải là ở trong vùng huyện. Đó, tại vì Cà Mau thì có rất nhiều huyện. Đúng vậy. Nhưng mà em ở ngay thành phố thì có khi có nhiều cái em lại không biết. Chính xác. Thôi mình ở đâu cũng được. Quan trọng là mình đang ở đây trong chương trình này. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm những câu ca dao tục ngữ của bà mình để lại liên quan đến đất mũi Cà Mau. Và chúng ta hãy đến với vòng đầu tiên mang tên Khởi Động. Vòng Khởi Động này gồm có 5 câu hỏi. Hai người chơi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Sau khẩu lệnh hết của MC mới được quyền bấm. Nếu mà bấm chuông trả lời đúng mình được 20 điểm, chủ động lật bảng điểm của mình luôn. Còn nếu như mình trả lời sai, người còn lại mới được phép trả lời. Rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Chúng ta hãy đến với câu đầu tiên của vòng khởi động ngày hôm nay. Điền vào chỗ trống, em ba chấm, anh nên đành xa xứ, xuôi ghe chèo miệt, thứ Cà Mau. A thương, B nghe, C yêu, hết. Mời Nhật Khoa. Dạ, em yêu anh nên đành xa xứ, xuôi ghe chèo miệt thứ Cà Mau. Em thích yêu hơn là thương hả? Hay là em nghe tại vì em bài này là em nghe hồi xưa là anh Quốc Đại hát.
Ủa? Anh Quốc Đại hát mùi lắm. Là cái câu này là được đưa vào một bài hát của anh Quốc Đại. Dạ. Đó, nếu mà hát như vậy thì đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Nhật Khoa. Nhanh quá, Khoa nhanh quá. Ờ, quá chị nhanh rồi. Thưa Thắng xông lên, khi mà Nhật Khoa nhìn vào cái câu này, Nhật Khoa có cái sự cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của nó? Dạ, tại vì hồi xưa đó là nhà gái là phải đi làm dâu, là phải đi về nhà trai. Cho nên là cái người trong cái bài hát này họ yêu nhau quá, cho nên là họ đành lòng là sẽ về cái miệt xứ ở dưới Cà Mau luôn. Để họ ở với nhau, sinh sống với nhau. Cho nên là cái tình yêu rất là lớn. Miệt thứ này là khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long, ven biển Tây Nam, nơi có những con kênh được gọi là số thứ tự phân biệt với miệt vườn, là khu vực ven sông Tiền và sông Hậu. Miệt thứ nó khác với miệt vườn. Nhưng mà thường á, ở dưới ở dưới quê á, thường là người ta nói về trong cái miệt đó. Cái miệt đó miệt là tới đó. Miệt rồi mới tới thứ. Là thứ là sâu ở trong nữa. Quê ngoại em là ở thứ 11. Thứ 11 là thứ 11 luôn. Đúng rồi. Ở Kiên Giang. Nếu mà ở Sóc Trăng nó còn một cái phương ngữ nữa, ngoài miệt thứ ra đúng không, còn một cái phương ngữ mà được đọc chạy theo tiếng Khmer. Nếu mà nó sâu tuốt ở trong kia á, thì không biết là bé Tư với lại Nhật Khoa biết cái cụm chữ đó là gì không? Sâu thường là đi vô trong mà hóc bò tó rồi. Đúng đó. Rồi, hóc bò tó. Hóc bò tó là nghe sâu mà sâu thăm thẳm luôn, đi rất là xa. Múc luôn á. Nhưng mà mình nghe mình nghĩ cái từ nó rất là thân thương và gần gũi với người miền Tây mình. Hóc bò tó, múc chỉ cà tha. Rất là dễ thương. Và chúng ta hãy đến với câu thứ hai, hy vọng rằng là Phước Lộc sẽ nhanh tay bấm chuông để trả lời. Tiếp tục điền vào chỗ trống. Rừng U Minh có nhiều củi lục, gái U Minh vừa hiền thục ba chấm. A vừa ngoan, B vừa xinh, C vừa thương. Hết. Mình đã thực hiện được rồi, xin mời bé Tư. Dạ, câu trả lời của em đó chính là thiệt sự luôn, nếu như phân tích ra đó thì cũng có thể là A mà cũng có thể là B, cũng có thể là C luôn. Đúng, ba cái nào cũng hợp lý đó. Câu này khó đó. Nhưng mà thôi, cho em chọn B nha. B. Rừng U Minh có nhiều củi lục, gái U Minh vừa hiền thục vừa xinh. À, thiệt sự là em thấy nó vô vần hơn á anh. Gái U Minh vừa hiền thục vừa xinh. U Minh và xinh. Đúng. Thì ra là như cái vậy phần. Hèn chi đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng em có 20 điểm đầu tiên. Dạ, cảm ơn anh. Mà mình nhìn mình thấy về cái nghĩa đi, nó cũng hợp lý lắm luôn. Tại vì cái việc ngoan với hiền thục thì nó cùng nghĩa với nhau. Dạ đúng rồi. Tại vì hiền thục là nó là cái nết rồi. Đó, thì cái vế thứ hai nó phải rằng là bề ngoài. Đúng. Vừa có trong vừa có ngoài. Dạ. Với cái câu này, củi lục là những cây gỗ trôi trên sông khi có lũ lụt nước lớn, thường được vớt vào phơi khô để dành làm củi đốt. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng là củi trôi thì có gì đâu mà quý giá. Có thể đó là gỗ cây tràm xanh, thường gọi là cây lục. Một loại cây tràm cho gỗ cứng và chắc. Theo phát âm của người Nam Bộ thì không phân biệt được lụt và lục, nên dễ gây nhầm lẫn. Đúng rồi. Lụt, lục. Và chúng ta đã có câu thứ hai. Hai bạn đang bằng điểm nhau. Ngang tài ngang sức nha. Ngang rồi nha. Tiếp tục đến với câu thứ ba. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành một câu hoàn chỉnh. Chèo ghe, cắn chưng, sợ xấu, xuống bưng, sợ ma, lên rừng, sợ đĩa. Hết. Mời bé Tư. Chèo ghe, sợ xấu, cắn chưng, xuống bưng, sợ đĩa, lên rừng, sợ ma. Chính xác em ơi, hay quá. Những người con Cà Mau sẽ tự hào về em. Trời ơi. Cái câu này nhìn vào là mình thấy là ở nơi Cà Mau mình đi sâu đó là có cảnh quan thiên nhiên ở đó. Và nó cũng hơi thâm sơ. Ta gọi là rừng thiên nước độc á. Có thể thấy rằng là thiên nhiên ở đó rất trù phú. Ta gọi là cái đất ở đó nó rất là tốt để cho những loài động vật nè, côn trùng sinh sâu nảy nở rất là nhiều. Đó, và khi mà anh về Cà Mau anh chơi á, càng về sau thì anh thấy rằng là rừng càng ngày càng nhiều, sông nước càng ngày càng nhiều. Nhưng mà anh nhìn thấy những cái điều đó tự nhiên anh lại càng thấy vui, là bởi vì chúng ta vẫn còn bảo toàn được cảnh sắc thiên nhiên của Việt Nam mình. Đó là ở đất mũi Cà Mau. Và với đáp án này mang về cho em 20 điểm nữa, chúc mừng bé Tư. Wow.
Hy vọng rằng là với câu tiếp theo chúng ta có thể bằng số điểm là 40 điểm nha. Phải gỡ lại rồi. Gỡ lại. Thôi qua, cố gắng để qua. Xem em gỡ như thế nào với câu hỏi này đây. Liệt kê ba câu ca dao tục ngữ hoặc thành ngữ liên quan đến chủ đề ngày hôm nay: đất mũi Cà Mau. Liệt kê ba câu đất mũi Cà Mau. Thường thì những cái câu thành ngữ thật ra khó. Khó đó. Tại không vì phải đó, dễ. Theo như anh nghĩ thì những câu ca dao tục ngữ có chủ đề càng bao quát mình sẽ càng dễ tìm hơn. Dạ đúng. Còn cái này mình bắt đầu mình gom về cái chủ đề nó rất là nhỏ. Gom vô cái vùng đó. Gom cái vô vùng đất ở đó. Tỉnh đó là tỉnh Cà Mau. Nên cái việc mà mình có những câu ca dao tục ngữ liên quan đến tỉnh đó nó sẽ rất là hiếm hoi. Chỉ có ông bà, cha mẹ, cô chú mà sống ở đó lâu rồi đó người ta mới nhớ biết, còn mình thì mình trẻ quá. Mình chưa có cơ hội trải đời nhiều, hoặc là mình chưa có cơ hội được nghe cô chú, ông bà nói nhiều. Vậy thôi, bây giờ câu này hai bạn đều thua hen. Vậy thôi, mình thua câu này thì mình đứng đây mình nghe coi là chương trình có những cái câu như sau. Ở Cà Mau chúng ta có những câu ca dao như sau: tháng 7 nước chảy Cà Mau, tháng 10 ba khía hội kéo nhau đi làm. Nghe cái câu này á, mình biết là tháng 7 là đầu nước lên, nước chảy nhiều, rồi tháng 10 là có ba khía. Để mình biết rằng là cái khoảng thời gian để mà ông bà có thể đi bắt ba khía, hay là chúng ta có thể làm gì liên quan đến ba khía, hoặc là làm canh tác một cái gì đó liên quan đến cái việc là nước lên nước xuống. Cà Mau khỉ khọt trên bưng, dưới sông sấu lội, trên rừng cọp Trời ơi, có câu này. Có câu này đúng không? Có câu này. Nhưng mà chợt nhớ thì không thể nào nhớ đúng được rồi, hết. Câu ca dao này muốn nói đến hệ sinh thái đa dạng như câu nãy mình mới vừa tìm ra luôn. Rất là đa dạng, phong phú của vùng đất Cà Mau thuở còn mới khai hoang, rừng thiêng nước độc. Câu thứ ba: xứ đâu bằng xứ Lung Tràm, chêm kêu như hát bội, cá lội vàng tợ mắm nêm. Chúng ta vừa đi qua câu liệt kê và chả ai liệt kê được gì cả. Không sao, chúng ta hãy gỡ bằng những câu khác. Hãy đến với câu thứ năm là câu cuối cùng ở vòng khởi động này. Nhìn lên màn hình và để xem đây là một câu ca dao tục ngữ hoặc thành ngữ gì. Hết. Cộp. Con này con gì? Cộp. Cộp. Này là gì? Cà Mau. Nó, này mũi là gì? Cà Mau. Con hào. Con hào, thích hào. Ăn này không? Hết. Con này. À, đá. Đá. Con này. Đá bạc. Đá bạc. À. Rồi đó. Trời ơi, mời Nhật Khoa. Cọp Cà Mau, hào, đá bạc. Chính xác. Rép từng chữ vô lời ra câu này liền. Đúng rồi. Cọp Cà Mau, hào, đá bạc. Cái đá bạc là một cái địa danh, một cái vùng ở Cà Mau. Hồi nhỏ nhỏ là em có nhiều kỷ niệm đi hòn đá bạc lắm. Ở dưới này hay kêu đi hòn đá bạc. Địa điểm chính xác của hòn đá bạc là một hòn đảo thuộc ấp Kinh Hòn, xã Đảo Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nếu như mà ai có cơ hội xuống với miền Tây và đặc biệt là Cà Mau thì đến với hòn đá bạc này để trải nghiệm khu du lịch ở đó, trải nghiệm những con hào ở đó. Kết thúc vòng khởi động, chúng ta có số điểm như sau. Hiện tại thì số điểm của em đang là 40 điểm đó Nhật Khoa ơi. Em gỡ được, gỡ được rồi. Kết thúc vòng khởi động, chúng ta có số điểm 40 điểm của cả hai người chơi đang bằng nhau. Xin chúc mừng. Vòng tiếp theo sẽ có hội mang về 100 điểm cho hai bạn. Đó chính là vòng câu chuyện tình huống. Xin mời. Ôi, nhưng mà nóng dữ gì không biết nữa. Chị ơi, cho em ly đá chanh nha chị. Rồi, ra liền, đợi xíu. Đây. Dạ. Trời ơi em trai. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, dân thành phố hả? Trời ơi, chị đợi em xíu, đợi em xíu. Nắng. Ôi, quá trời, nắng quá, uống vô cái nó đã thiệt luôn á chị. Dạ, em dân thành phố xuống. Bữa nay là em đi về nhà bạn em ở Rạch Gốc, Cà Mau á chị. Ủa, là đi về Rạch Gốc hả? Dạ. Ở Rạch Gốc là còn tầm đâu là 10 cây nữa đó, chục cây nữa. Dạ. Chục cây nữa mới tới. Bữa nay là đám hỏi của một bạn thân em, cho nên là em chạy xe từ ở trên thành phố xuống đây luôn. Xiên dữ ha. Dạ, mà nó nói với em là về đây là nó sẽ đãi cho em cái món ba khía gì đó ốc len. Xong em mới nói giỡn với nó chứ, trời ơi, cái ốc len với lại cái ba khía đó trên thành phố cũng thiếu gì mà tự nhiên đãi em mấy món đó.
Vậy là em không có biết rồi. Cái ba khía với ốc len á là đặc sản của Rạch Gốc đó. Đi về đó là phải ăn hai cái món đó. Không ăn là chưa có biết đâu. Dạ. Nó ngon lắm. Không chừng ha, em ăn xong cái là em đi về trên thành phố, em ghiền, em thèm mà không biết ở đâu mà kiếm ra đó. Ủa thiệt vậy luôn hả chị? Thiệt. Em là em cũng nghe danh từ lâu lắm luôn á. Vậy để lần này cho em thử lần coi làm sao. Đi về ăn nhiều nhiều nha. Dạ. Có đi ngang qua đây xách cho chị miếng nữa. Dạ được, vậy được. Dễ thương ghê. Nước chanh cũng ngon nữa chị. Uống nghe rồi tranh thủ đi đi chứ để nắng lên á. Dạ, đi mệt lắm á. Bây giờ tranh thủ đi liền luôn chị, dễ rồi. Em gửi tiền nha, cảm ơn rồi, chị. Rồi cảm ơn em trai nha. Dạ. Cảm ơn nha. Đi cẩn thận nghe chưa. Dạ rồi rồi, chào chị nha, cảm ơn chị. Rồi dạ. Đi nha, cảm ơn. Dễ thương ghê. Đó, tiểu phẩm của mình xong rồi đó. Bây giờ chỉ đợi khẩu lệnh của MC thôi là mình bấm chuông. Dạ. Nhưng mà khoan, chưa ra khẩu lệnh đâu, mình phải phân tích một chút xíu cái đã. Dạ. Đó, thì với cái tiểu phẩm này thì không biết là bé Tư cũng như là Nhật Khoa thì chúng ta nắm được những thông tin gì? Em nắm được vài thông tin rồi. Cái thứ nhất là nhắc ba khía. Ba khía, đúng. Ốc len. Ốc len. Mà cái đặc biệt nữa là Rạch Gốc. À, Rạch Gốc là một cái địa phận địa phận của Cà Mau. Dạ. Hết. Pha nó gì nè. Sao kịp. Sao kịp. Sao làm lại. Ôi, cái câu này câu, nói chung là nhìn vô lấy câu của bé Tư luôn rồi đó. Em là em có ghi chú lại rồi. Tại vì nhờ những từ khóa đó là mình có thể mình hiện ra được nguyên cái câu nó luôn. Cái câu của em như thế nào? Cái câu nó là: muốn ăn ba khía ốc len thì xuống Rạch Gốc, khéo quên đường về. Chính xác. Trời ơi. Mà hơi có lẹo lưỡi ha. Không phải, tại vì cái người miền Tây mình cứ nói là Rạch Gốc. Gạo. Chứ không phải là Rạch Gốc. Khi mà mình đọc thì mình phải đọc đúng chính tả. Yeah. Nhưng mà ở miền Tây mình cứ gọi nói nhau là vui là Rạch Gốc. Ở dưới em cái là ngủ lâu lâu rảnh cái là đi Rạch Gốc chơi. Rạch Gốc chơi đi. Với đáp án vừa rồi mang về cho em 100 điểm. Chúc mừng bé Tư. Và nhờ cái câu này chúng ta mới biết được đặc sản ở Cà Mau, yeah, đặc biệt là ở Rạch Gốc như thế nào. Yeah. Về đó chúng ta sẽ biết chính xác con gì, vật gì, đồ ăn là làm sao để chúng ta thưởng thức. Yeah. Và đó chính là vòng câu chuyện tình huống. Chúng ta đã có số điểm thay đổi như sau. Hiện tại là bé Tư đang 140 điểm. 40 điểm vẫn còn nguyên vẹn cho Nhật Khoa. Và chúng ta sẽ còn cơ hội ghi thật nhiều con điểm khác nữa ở vòng cuối cùng mang tên Đi tìm ô chữ. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và chúng ta đang ở vòng thứ 3 mang tên Đi Tìm Ô Chữ. Lần lượt hai người chơi sẽ phải trả lời những câu hỏi phụ. Chúng ta sẽ có 14 câu hỏi phụ tương đương với lại 14 ô chữ là một câu ca dao. Yeah. Khi chúng ta trả lời đúng câu hỏi phụ đó, mình sẽ có 10 điểm và nhận được một phong bì. Trong phong bì này sẽ có con chữ trong câu ca dao. Yeah. Chỉ có một mình biết mà thôi. Yeah. Trong 14 ô này sẽ có một ô may mắn, không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào vẫn có được 10 điểm và có con chữ đó luôn. Sau khi tìm ra hết 14 con chữ rồi, nếu như chúng ta có câu đáp án là câu ca dao gì thì nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời, không cần phải đợi khẩu lệnh hết của MC. Trả lời đúng được 200 điểm. Còn nếu như không đoán được là bởi vì chúng ta còn những ô chữ chưa biết thì lúc đó mua cái con chữ đó của đối phương bằng số điểm mà mình đang có. Hai người chơi đã sẵn sàng. Và chúng ta hãy đến với sự lựa chọn ô chữ đầu tiên, đó chính là bạn Nhật Khoa. Mời bạn. Em chọn ô số 6 đi. Ô số 6. Câu hỏi phụ của Nhật Khoa như sau. Điền vào chỗ trống: U Minh Rạch Giá, Thị Quá Sơn Trường, dưới sông Sáu Lội, trên rừng cọp. Cọp đua. Chính xác, cọp đua. Nhìn em biết liền quá. 10 điểm dành cho em luôn Khoa ơi. Dạ. Tới lượt của bé Tư lựa chọn. Dạ em chọn số 1. Ô số 1 là ô may mắn, chúc mừng em. Ồ. 10 điểm dành cho em luôn. Em cảm ơn anh. Tới lượt Nhật Khoa. Dạ số 5 đi anh. Rừng thiên nước độc thú bầy, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội đầy như bánh. Bánh hồi nãy đó. Đừng bấm chuông em. Bánh canh. Bánh canh, chính xác. Trời trời. 10 điểm cho em. Tới lượt cái Tư. Em chọn số 3. Con trâu là đầu cơ. Con trâu là đầu cơ nghiệp. Chính xác. 10 điểm dành cho em. Cảm ơn anh. Tới lượt Khoa. Em xuống dòng dưới đi. Em số 8 đi. Số 8 dành cho Nhật Khoa. Dạ. Đến đây lạ xứ lạ làng, con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng.
ba chấm. Cái chữ sợ nó hay đi chung với chữ gì? Cái chữ trước chữ sợ á. Cũng kinh. Chính xác, cũng kinh. Đó, em kinh nhiều chỗ mà kinh. Em kinh ngay chỗ này luôn. Vừa điểm nhanh cho em. Tới bé Tư. Em chọn số 9. Theo chồng về chốn bưng biền, thấy bông điên điển nghiêng mình nhớ. Theo chồng về chốn bưng biền, thấy bông điên điển nghiêng mình nhớ quê. Chính xác. Đây là một, cũng là một lời bài hát ha. Dạ. 10 điểm cho bé Tư. Được qua. Dạ em tới số 10. Con hơn cha là nhà có. Con cha là nhà có phúc. Chính xác, có phúc. Em tin nói con nóc mà. 10 điểm cho em luôn. Em chọn số 7. Học 1 biết bao học, nhiêu? Học 1 biết 10. Chính xác, học 1 biết 10. Cái này nó ám chỉ cái người thông minh ha. Học 1 biết 10. Tới lượt Khoa. Dạ em chọn số 12 à. Ăn có nhai nói có. À, có nghĩ. Chính xác, có nghĩ. Là mình nói chuyện là mình phải suy nghĩ. Đúng rồi, mình nói. Giống như là em, mình ăn mình phải nhai với nút trọng sao được. Tới lượt bé Tư. Em chọn số 11. Tôi ở Cao Lãnh, tôi nghèo quá xá, tôi trèo vô Cà Mau rạch giá, tôi mua ít dạ ba chấm. Cái này là một loại củ. Em thích ăn cái gì, củ gì? Hai chữ. Khoai. Khoai gì? Khoai lang. Chính xác, khoai lang. Suy nghĩ đơn giản thôi, đừng phức tạp. Dạ đúng rồi. 10 điểm cho em luôn. Tới lượt Khoa. Em chọn 14 à. Bút sa gà. Gà. Gà chết luôn. Chính rồi. Chính xác, gà chết luôn. Dữ vậy. Hết là chết luôn. Không luôn. Nhớ nghe kinh doanh là mình hạ bút một cái là phải suy nghĩ cho kỹ. Dạ, nha. Dạ đúng rồi. 10 điểm cho em luôn. Dạ. Xin mời bé Tư. Em xin chọn số 10, số 2. Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu, biết thuyền nhân nghĩa ở đâu mà ba chấm. Mà tìm. Chính xác, mà tìm. Em mười điểm mà lần. Ở đâu mà lần? Ở đâu mà lần? Cái đó cũng dễ thương, biết ở đâu mà lần. Miền Tây mình cũng nói vậy đó. Dạ. Trời ơi, tính khí nó vậy, biết đâu mà lần. Dạ. Tới lượt của Nhật Khoa. Chọn số 13. Làm khi lành để dành khi nhất đau. Ừ đau. Không có nhất nha. Ở miền Tây là người ta kêu đau là bị bệnh đó. Đau là bệnh luôn. Dạ. Đau bao gồm tất cả các bệnh. Dạ. 10 điểm dành cho em. Không. Dạ. Câu cuối cùng dành cho bé Tư là ô số 4. Một lần bất tính vạn lần bất tính. Chính xác. Rồi 10 điểm. Chúng ta đã tìm ra được 14 ô chữ. Nếu như mình biết đáp án là gì, câu ca dao đó là gì thì mình bấm chuông trả lời. Còn nếu như những ô còn lại mình chưa đoán ra được thì mình trao đổi con chữ hoặc mua chữ với nhau. Em thì em đang trống khúc đầu nên là chắc em xin mua một vài chữ đầu tiên. Hay em mua cả đôi đi, em mua hai chữ đi. Bây giờ tôi bán rẻ thôi. Mình cũng phải tính cái đường an toàn cho mình. Đúng chứ. Đúng rồi. Một chữ tôi bán 20 điểm. 20 điểm cũng vừa phải, cũng không an toàn. An không toàn quá đó. Mắc cũng không quá rẻ. Vậy 30 được không? 30 là vừa phải. 30. Rồi vậy mua 2 chữ đi. 2 chữ 40. 2 chữ 40 vui vẻ đi. Ừ, mỗi chữ 50 chữ. Để giảm 10 thôi. Cái giảm nhiều dữ vậy. 2 chữ 50. 2 chữ 50. Giờ cũng mua luôn. Mua luôn 2 chữ rồi luôn. Số mấy? Số 3, số 4 đi. À số 3, số 4 phải không? Đưa luôn ha. Đưa luôn. Thôi mà đưa đó coi như là tiền trả. Còn em có cần mua cái chữ gì khác nữa không? 5, 6 với lại số 10 đi. 5, 6, 10. Là 3 số. 3 số thì coi như vui vẻ thôi. Tính xác giá cho ông anh luôn. 80. 80 bị mắc quá không? 70 được rồi. Trời ơi. Đã giá vậy. 70 đi, bây giờ cho xin 70 đi. Chỗ 70 không? Thôi được đi. Rồi 70 nha. Rồi. Xin mời bé Tư. Rau đắng nấu với cá trê, ai về đất mũi thì mê không về. Chính xác. Rau đắng nấu với cá trê, ai về đất mũi thì mê không về. Cái câu này nó có ý nghĩa như thế nào hả Nhật Khoa ơi? Nếu như em là một vị khách, em về đây, em ăn cái món rau đắng nấu với cá trê. Dạ thì khi mà em về đất mũi em ăn rau đắng mà nấu với cá trê. Cá trê là một đặc sản. Đúng, của đất sản. Mũi.
Cà Mau. Dạ đúng rồi, thì thực khách nào đến với Cà Mau thì nên một lần thử trải nghiệm cái món rau đắng nấu với cá trê này thì chắc chắn là sẽ quên không lối về. Tại vì quá ngon và người ta chỉ muốn ở đó lâu thì lâu, nhiều thì nhiều, để chi? Để ngoài cái món này ra còn thưởng thức những món đặc sản khác nữa. Chỉ mà là một món đặc sản là rau đắng nấu với cá trê thôi. Người là ông bà mình ẩn dụ là ngoài cái món ra còn rất là nhiều những cái đặc sản rất là đặc trưng. Với lại những cái món này là những cái nguyên liệu rất là bình dị, ra đồng, ra ruộng là có ngay. Nhưng cái điều quan trọng là cái hương vị cái người dân ở Cà Mau người ta để vào trong đó. Trải qua 3 vòng chơi, chúng ta có kết quả chung cuộc như sau. Chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Phước Lộc Bé Tư với 390 điểm. Chúc mừng em. Không mừng qua. Dạ, không có gì đâu, em ổn. Nhờ qua mà anh không có lỗi với ông bà của anh. Quê hương Cà Mau tự hào về anh. Dạ. Rất là dễ thương. Bây giờ xin hai bạn mình bước lên phía trước để nhận phần thưởng của chương trình. Đây, đứng đây. Chúc mừng bé Tư, người con Cà Mau. Chúc mừng Nhật Khoa, người khách đến với Cà Mau chơi. Dạ. Cảm xúc của hai bạn như thế nào khi ngày hôm nay đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ? Chắc Khoa nói trước đi. Dạ, chắc em nói trước đi là tại vì hôm nay là không phải vô tủ của em, cho nên em chấp nhận em thua. Nhưng mà nhờ cái lần này thì em biết nhiều hơn về quê hương đất mũi Cà Mau. Và chắc chắn có dịp em sẽ đến với vùng đất này. Cảm ơn em rất là nhiều. Nhờ ngày hôm nay mà em tham gia Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ á, thì em có cảm giác như là em được sinh ở Cà Mau lần thứ hai vậy đó anh. Là em biết được thêm nhiều câu ca dao tục ngữ về thành phố, về cái nơi quê hương của mình. Thật sự là rất là cảm ơn chương trình, nhờ vậy mà em có thêm được một số kiến thức về những cái câu ca dao của quê hương mình. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn tinh thần của hai bạn đã đến với chương trình, một cái tinh thần rất là trẻ, rất là ham học hỏi và điều đặc biệt là luôn tự hào về những gì mà ông bà mình để lại, đó chính là những câu ca dao tục ngữ và thành ngữ. Và chương trình của chúng tôi sẽ luôn được phát sóng vào lúc 19:15 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để luôn mang đến cho tất cả quý vị khán giả những giây phút giải trí và đầy bổ ích giống như vậy. Hãy luôn ủng hộ chúng tôi nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời quý khán giả cùng điểm lại những câu ca dao tục ngữ trong số phát sóng này. Xinh xắn dễ thương quá. Ngọc Trâm xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả của chương trình Đoàn Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Hiện tại thì Trâm cũng đang là ca sĩ tự do. Hồng Cẩm xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Chủ đề ngày hôm nay sẽ liên quan đến mặt trời và bầu trời. Con cóc nằm góc bờ ao, lăm lê lại muốn đớp sao trên trời. Ai ơi xin chớ nặng lời, bụt kia có mắt ông trời có tai.